mày nhìn hai tụi mày cắn nè. Đây mà hời về hời chứ phải để cho hai tụi mày cắn. Hả? Lu không biết gì đâu nghe. Con Lơn nó cắn chứ không phải Lu cắn đâu. Đừng có chửi lầm. Hả? Nó chửi mày, mày khóc hả? Lu có khóc gì đâu, Lu đang dựa tường Lu ngủ mà. Khóc đâu. Nhớ đi nữa. Cưng chiều mày biết rồi mày quen. Thấy cưng gì đâu, ngày nào cũng thấy lôi người ta ra quýnh không à. Mày ngồi giữa chứ tao. Thì nãy giờ đang giữa mà. Bộ bị mù hả? Mày thắng lên. Ngồi vậy được rồi, mỏi chân dữ lắm. Ê ê ê, làm gì vậy? Đây lên. Dữ quá trời luôn. Dữ vô cho mày suy nghĩ. Mày ngồi chứ. Suy nghĩ gì nữa? Thờ mua về chưa kịp thờ nữa. Thiệt hả? Chưa kịp thờ nữa. Ý rồi. Thảo mày ngồi cao lên. Tụi con lùng mà. Mày ngồi kiểu đó đó hả? Hả? Chứ ngồi kiểu gì bây giờ? Chứ không lẽ giờ kêu ngồi tướng quýnh tứ sắc hả bà? Bà nội. Mày thấy mày hư không? Không. Hả? Đâu có hư gì đâu. Còn ăn được mà. Chừng nào thiêu không ăn được mới gọi là hư. Chửi mày như sai lắm gì đó. Chứ có bao giờ chửi đúng đâu trời. Mua bàn thờ về phải thỉnh ông điện thần tài về cúng chứ để về tưởng cái nhà. Lì con nhỏ này nữa. Nhỏ này sao? Nhỏ này ngoan nhất nhà mà. Có anh Lu á, anh quậy lắm. Chửi nhau. Con mỏi hang như lắm rồi, đừng có hành hạ tụi con nữa. Chửi nhau. Giữ như quỷ gì đó. Trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.